thứ tư đội năng khiếu, lớp ba trong trang phục áo đỏ quần đỏ, đội Lương Sơn trong trang phục áo đỏ quần đen. Nghe cũng biết đội năng khiếu phát ống sức. Thank you.
cho nó thiếu. 8, 9. Điều có cho nó sơ. 10, 8. Điểm báo cho Lân Sơn 11, 8. Yeah.
Đăng Chiếu là bóng tôn. Điểm bóng cho Đăng Chiếu 15-16. Đập bóng, nhà tay chắn ra ngoài. Điểm bóng cho Lương Sơn 17-15. Hey!
sân khấu 2. Đội bóng cao Lương Sơn 25-20. Xét thứ nhất Lương Sơn thắng Thanh Chiếu 25-20. Đây à? Hey!
6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Yeah.
Điểm bóng cho Lương Sơn 19-12. Tôi Đức Sơn, thắng đội năng khiếu Trung Quốc 25-17.